Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, tại giải đấu Aloha Summer Hạ Long Cup 2024 do FLC Bizkom tổ chức trên sân FLC Hạ Long, golfer Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc thực hiện cú hole-in-one tại hố 13 từ khoảng cách 141 yard. Đây là hố hole-in-one được bà Lê Thu Hà, Intergolf, tài trợ với giải thưởng hiện vật là một xe ô tô Hyundai Tucson trị giá 770 triệu đồng. Và với thành tích xuất sắc của mình, golfer Nguyễn Thị Ngọc đã trở thành chủ nhân của giải thưởng này. Ngày hôm nay, WBooking đã tổ chức lễ trao thưởng ô tô Hyundai Tucson cho golfer Nguyễn Thị Ngọc. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện WBooking, các đơn vị đối tác là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, FLC Bizkom và Intergolf. Đến buổi nhận xe ngày hôm nay thì tôi thấy bên PVI, WeBooking, Intergolf và tất cả các thành viên của cái khán phòng ngày hôm nay, tất cả mọi người rất thân thiện, làm việc rất nhanh, gọn và tạo mọi điều kiện cho tôi nhận thưởng rất thuận lợi. Tôi thì bây giờ rất là vui và xúc động và chỉ muốn bê xe về nhà. Chị thấy dịch vụ giải thưởng hole-in-one của PVI kết hợp với WHN là rất là giá trị. Ngoài cái giá trị về hiện vật ra thì golfer khi mà trúng giải thì nhận được cái giá trị về tinh thần rất là lớn. Như hôm nay chị Ngọc thì được trao một cái giải thưởng rất là lớn, đấy là cái xe Hyundai Tucson trị giá 770 triệu. Còn về cái quy trình trả thưởng thì sau khi mà golfer thu thập đủ hồ sơ thì đơn vị trả thưởng sẽ hoàn tất trả thưởng trong vòng 10 đến 15 ngày. Thì chị thấy hôm nay là cái thủ tục làm việc rất là nhanh gọn và hôm nay chúng ta đã trao được cái chìa khóa xe cho người trúng thưởng. Dịch vụ giải thưởng hole-in-one hiện vật là một sản phẩm đặc thù do W Group và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI hợp tác nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị hơn, giúp cho người chơi có thêm động lực để chinh phục những thử thách của mình.